Đầu tiên thì mình sẽ đánh số trước nha. Ok mọi người, chest, nhưng con này tên là chestnut. Alo ạ. À vâng, thế có anh cứ gửi em tím xuống lấy ạ. À, vâng ạ. Đây, thấy ông này rồi nha mọi người. Just a kit. Và mình, đầu tiên là mình sẽ phải lấy cái màu này nha. Nhảy tô hết vào người ông này nha mọi người. Đó, mình sẽ tô vòng quanh người ông này luôn nha. Sẽ trừ phần miệng và mắt ra, còn lại mình sẽ tô hết. Ông này tên là Chestnut. Đó, mình sẽ tô cả vào đây nữa nha mọi người. Này mình sẽ phải gọt qua cái này một xíu nha. Sau khi gọt xong thì mình sẽ tiến hành vào tô màu tiếp nha. Đó, và mình sẽ phải lấy màu vàng để tô mắt của ông này nha mọi người. Tiếp đến là lấy màu hồng nha. Thịnh đi học rồi. Ngoài hỏi gì? Tôi mua rồi. Lọn thông nước muối nhỏ mắt đúng không? Hay rồi. Hay rồi. Ê, chịu rồi. Chịu không ấy. Hay rồi. Đợi gì tôi lấy cho. Mày ông thức đến sáng đi làm luôn hả? Phải cứ tết chịu ông rồi. Yeah, thế mà vẫn chịu được hả trời? Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Giờ thì mình sẽ hoàn thành nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của cuối video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Tối về khéo không ngủ được đâu Tuấn Anh. Ăn KitKat nè.
Hả? Ý là không cần phải trả đâu ấy, nó có 3.000 thôi. Hôm qua tôi vừa mới xem lại phim Spy X Family. Ơ, nó có ra phần 2 rồi mà. Nối tiếp chứ. Ừ, ra phần 2. Hay là đến tập 8 rồi. Ừ, có mà. Sao sao tôi thấy nó ra tiếp là tập 31 rồi nhỉ? Đó. Phải nối tiếp chứ. Hôm qua tôi vào web của một cái trang cái gì anime à, anime.net đi xem phim, xong tôi thấy nó có 2 season. Nó có tập 25 thôi, phần 1 là đến tập 25 thôi. Đâu nhỉ? Anime Việt sắp fan này. Hôm qua xem phim ở đây. Không biết nữa. Ok mọi người, mình đã chuẩn bị tô Được màu xong rồi. nha. Xem nó. Đi mẹ nó đéo cho mình xem, cay vãi. Nó không cho tôi xem. YouTube. Nhiều, không nhiều. Mua xe anime. Ok, đây là bức tranh của mình về ông già gì đó ở trong phim Trao đời nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người ở những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại nha.